Mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp tục làm cái phần hoa mai nhá. Chẳng bao giờ đánh đỏ còn chưa tìm cây hết về gì. Nhìn xuống chỗ đi xuống gì à thích chợ sáng mặt thì lúc mãi hoa đập đâu không ba thích chợ sáng nữa cái gì nè cắt cái kiếm nha tao bị tôi tao thấy hoa á tôi thấy rồi dạ bạn làm nữa không? Từ một cái vụ thấy lơ mơ không nhắc xong mà thấy rõ luôn nhưng mà không phải của nữa thấy lơ mơ nữa nữa mà là của người khác. Rồi mua có anh ăn lên á. Rồi mới nói. Rồi mua có anh ăn lên mới kêu anh ăn nói. Anh đây biết phải không? Đấy. Không thì ý đã nói rồi anh đây biết phải không? Anh phải nói lại đi chứ. Cần dùng toàn bao cặn rồi. Ê, tôi có phiếu ưu đại như còn một đặt chi nữa. Mà trừ 30 tên ship. Không. Chỉ là 70, ừ. Mà tao trừ cho 40 tên ship. Còn vẫn còn dư 30. Còn dư 30 đặt. Đặt cái cà phê uống. Đặt mê cà phê. Chuyện ừ. Sửa đại à, ngang đó. Ừ. Cái gì có bị ai lấy ra có bị không nhớ mẹ với là nó đi ra không nhớ nghi với lại cũng được cũng tắm là cả tiến sĩ vừa động đó bật lên Thank you.
Để họ gọi thì tiện số lại ta vậy. Là tổng là 7 đi. Chuyển đi. Ở trên á, bao nợ người ngang lắm đó. Mít khói mẹ đưa mỡ ấy tiền. Tại tim anh chỉ cho mình tao không hiểu với đám mẹ. Lâu lâu tao không được cái nữa. Ui mẹ ơi, chạy nữa. Tao mẹ dạy in quá nó. Bỏ qua đây nè. In như vậy tao với tao bỏ cái nợ lên luôn. Thôi đúng vô cãi là tím. Tím. Thích mẹ thả tím, nhã thả tím ra thì nào. Thích cung ý nghỉ, bác vọng liền. Lại đi hơi sợ này. Ai nhớ nữa là cái ý nghĩ khủng khiếp. Nếu mà mới có ý nghĩ nữa thiệt, tao nói thật sự đó. Nghỉ chơi. Nghỉ chơi nha mày. Tắt đi. Tắt đi. Trời đi mà điều hòa vậy điều hẹn gì. Tăng đi bơ mình mở quạt được. Mở quạt thật, thật xa hơn. Mở quạt xa là sao nữa. Có tôi làm gì sao mít. Quạt ở đấy có chiếu tắt à, để ô tô hoặc là nhỏ nhất thôi. Vui nữa. Trốn nè. Samsung kia quả nhé. Samsung này nó có cái này. TT nhân ship đó xã nhân đấy xã nhân đó alo lúc đi hai bạn khi mà anh chạy tới anh sẽ thấy một cái tốp xe có đông ngô nhà đúng không thế chỗ cái cà phê bar cà phê đi tới chỗ nữa. Họ về đây nhiều mà. Bởi thế ở đây có cái thảo bán gà ri với thế. Đây, cho mình đi này. Trời ơi, con 16% thôi ư. Để nó có một tung mà nhập chưa được cái điện thoại bằng iPhone 11, iPhone 12. Thôi, đuổi iPhone 11 mà cũng. Thì bởi tao lại phạt biệt rồi. Ừ, đang đi kiếm đường đi ra kiếm này. Điện thoại tao chưa là quay bắp rồi. Anh đang mở cái sổ đôi đi ra. Chưa trong cổng tí ní là quay bắp rồi. Hơi mở tê, xin là chưa quay rồi. Ai thèm, chó họ không thèm. Đã ta nói chưa có đầy lúc để tôi mua để tắm. Nhưng mà dù rằng tao cũng là người tiếng phong, ba mắt của văn phòng này. Mua sao được cả năm nay. Thế chứ người mua được không? Không. Đúng người mua mới hỏi này. Chợ sao? À, chứ đuổi đây đủ đây đủ điều kiện để người mua rồi. Mua nó? Rõ ràng người tao đi. Có ai mạnh không ấy? Mẹ ẻ thả đâu tiếng của cái phán phong đấy. Nằm ở đâu tiếng nữa? Ai nữa? Xin nghỉ ngoài. Cổng chợ mô. Mà phát chị nội coi không phải
Phải là 150 y. Không có đúng không? Được chưa? Không mua được chưa? Wow, xe nó mạnh đều chỉ ít đồ ỉa cái đường khỏi cùi bắp bằng cái lộp hò nữa. Bằng cái lộp. Này cái lộp 801. Bằng cái lộp. Bằng cái lộp xe hò. Có cước gì mà để hâm mộ có chữ. What the fuck? Tao bị chắc chắn hơn là tiếng gì nè. Tao nhưng mà chị Thảo đã hội lô tao một ly nữa gái bưởi rồi. À ổi rồi. Cho nên là ok là. Chị Thảo nói Thảo lượng sẽ báo Thảo nhỏ một ly nữa gái. Sao mày? Cái ngày nó đi qua đấy. Nó nói cho tao bộ kiểu tôi mà đều hơi hiền. Ý là tao vừa thoải mái mất. Tao cũng thoải mái. Có điều cái sự thoải mái của tao hơn có vậy hơn. Ừ, có cái giải thi. Tao cũng thua con Giang nói chuyện thoải mái đó. Nhìn kiểu từng. Thế đang được ạ? Không mua được không? Không có ai gọi nồng dai cho tao. Tao thường đừng nói nồng. Thế làm cái gì nồng? Thế đừng vừa nhìn nồng thì chỉ sơ chứ. Đi lắc đi. Ê? Đi cuối lắc. Đi lắc chắc chắn là lúc đấy đâu mà đừng như tao bóp nó nhẹ thì thơm như thế nhiều lúc. Sau khi đã tiêu hết tất cả các bạn này, tao sẽ lúc đó. Tuyệt vời quá, hâm mộ quá. Hâm mộ được không? Được. Tao cho phải hâm mộ đây này. Đồng ý chứ. Mẹ tao đi học theo không? Gì? Ăn ít cơm vừa vào bữa tối. Thì đây mẹ tao cơm vừa sáng. Có thể tao ăn. Để đi mẹ tao nấu toan cả đâu. Có buồn mới ăn dành cơm con này nó đâu đâu. Mày mè lẫn rồi cái một rồi ít. Bắt đầu luôn chứ. Chỉ như thầy tao ra có bạn dừng á. Bắt đầu hãy suy nghĩ về cái sự đẹp của mình rồi. Mẹ ăn vô tao mày tăng một ký và buồn đi. Trong cái loại kề mập bập thì chất xinh. Mẹ bố mẹ muốn mập chẳng như là mẹ tỏ. Không. Không thả hơn chục. Cứ ăn không lấy không? Không. Chỉ như là so sánh một người già với mấy người trong văn phòng đi. Chỉ là loại cái mập dạ nắng dễ tương tương hết. Nhỏ mày. Một người già thì tỏ không biết so sánh với mấy người trong đi như ta. Cái kiểu tỏ ăn muốn đấy. Sẵn sẵn thôi đáng yếu. Xin à. Mẹ trong xin à. Xin. Hâm mộ luôn đấy đó. Miếng gọi mẹ trong luôn đấy hâm mộ quá. Wow. Vừa bàn ạ.
Chị về rồi. Đang đó, bà anh đang đi về rồi. Chắc là buồn anh đang đi mà phải không? Ừ, bữa tay có anh ăn là có về sớm rồi mốt. Kiểu như là buồn anh ăn rồi. Dạm bỏ tao mà đi. Phản bội. Phản bội. Dòng thứ phản bội. Wow. Trời ơi. Cho luôn. Rửa thì nhiều quả nhau. Chiều nay tôi còn có bưởi cả bớ đâu rồi nữa. Mà không bắt cậu của ngày nữa nữa. Không. Đi bên đi. Không làm chứ lối. Đi vòng vòng đi đâu. Là bên thường đang trả lại cái tay. Đúng rồi. Đấy, được đấy, bố sống chắc này đã mà đem được. Đạt lên, đừng tìm vào trong đạt lên. Đi mong mà đạt lên xong khi này đấy. Em khổ ngang đây rồi mới đi ra. Rồi mấy con đạp lên không mà ra nữa. Đạp lên răng con dậu hình tròn. Đi cái mẹ cái giọt nước. Đạp lên răng mà con dậu hình tròn của giọt nước là cũng có giọt nước đi xong mới đạp lên răng mà con dậu hình tròn nữa. Nói, không biết mà nói. Hãy không băng hiếm trong nặng. Nhảy vô tới tham gia đi. Em chào của cái lĩnh đấy thử. Chị cũng chưa chào của xem. Tham gia chứ, đọc và nợ chứ. Đọc và nợ chứ. Cứ lên. Lên chứ, mời lên chứ mời. Không, cứ lên, cứ hôn tự gửi đó. À, thì lên tham gia. Tao không biết mà. Phổ cập lại ra chống sinh đi. Thì thường sẽ cho người khác điểm, lấy cái điểm đó để cược. Ví dụ giống như là tỷ số 3-1, đó là giống như 1 ăn 10 mới đặt 8 điểm, ăn điểm. Phải có mẫu. Đâu?
mà nhờ ai mà không đặt từ đầu đến cuối để bảo toàn số điểm mà vợ cũng sẽ không được nhận được. Một trận không tham gia được chứ. Bao nhiêu trận quả thì bà con chịu. Tao gọi bà tao cổ vận rồi. Được lắm. Một ba tao sẽ hiên. Ba tao khá xui. Tao đoạn một kiểu, tao sẽ đánh một kiểu. Chưa có nói hay. Cái đánh tỷ số hay đi kéo trên kéo dưới à, tỷ số ta xíu à, nhưng có tỉnh vào một tượng có tóc. Nhưng mà chơi đủ cả tượng mà cái 10 điểm, 10 ngang điểm là free chắc à, 10 sẽ có 1 ngang điểm không? Free hay tiền? Free hết. Free thì chơi, còn không thì thôi. Mình chắc ăn ghê. Mi đoạn mi sẽ được mấy điểm? Không tham gia hết. Tham gia vậy tao cho vui. Không, tao sẽ thấy mấy đoạn, sau đó tao sẽ đoạn ngược lại. Nhiều mấy đoạn ngược lại lên phân trang cái thú rất cao lắm nè. Không phải ngược lại mà lệch lạc đi. Tao biết ngân nhắc. Nhắc sến không nha. Sến không? Điếng à, sớ đúng, sớ đúng. Không hẳn rồi nói. Mình cũng thương thôi, mình cũng bị cắm á. Cắm ở đâu hẳn, nó cắm của mình đây. Điếng rồi. Cái kẹo nó còn cắm. Đặt nhiều tiền nè. Đã thôi, con bạn đã đặt dữ tiền, tao phải chạy qua. Hám hộ nè. Hám lắm. Năm nay là tóc. Dạ. Anh mừng ăn ít. Hai bác mấy gai yếu. Tao bác mấy à? Thì nói là ăn gai yếu đừng đặt nữa tôi. Tao bác mấy không? Mà mấy lại nói như rửa. Tao ép buộc mấy hết á. Tao nói là nhà ca ổn đi à. Mấy phải ăn ít lại thôi rồi được. Không hề luôn. Tao luôn nói với là béo xinh. Ăn nhiều cho béo xinh. Đó, câu cửa mỏ của tao. Ăn nhiều cho béo xinh. Này tôi cố mới uống cà phê rồi. Để cho béo xinh cho. Béo xinh. Được nhiều. Thế hay em sẽ còn tiêu. Để cho luôn tiêu anh. Đâu? Lưu em lại trong tim anh. Phải nhìn cái mèo đi. Phải là tình thương. Cầm tay ai kia. Em chỉ phải kỳ kỳ. Kỳ đi. Kỳ chi. Ý nhật mà sao?
Chị hẳn chứ. Nhật khe. Nhật khe à. Bên Nhật khe à. Cho mình dạy vậy cả. À, cho mình cái giáo nha. Dạy nữa, dạy lâu nữa. Hai cục. Thôi đi, mời gọi cục. Tị tạ. Mình dùng người cầm tay ai kia không ngần ngại. Điều ta đã có hôm nay. Ta đã có. Thì cả hôm nay ta sẽ quay thật nghe bộ. Hồi tôi tay lên rồi má. Vì gọi là cùng với bé là không có lại. Dù gọi là bé hẹn cường. Khi nãy thì chắc là cũng phải lộ gió tao mà tự nhiên bị phóng tỏa. Rồi rồi mới đổ hối ra tao. Bởi bàn tổ việc đó. Kỷ niệm thì mãi mong manh, thì mãi long lanh trong mắt anh. Mẹ ơi, tao đâu? Bùng. Tao bùng. Không đi y à, không phải đâu bùng đi y à. Nghĩ tao gạn nhắc lại được mà tao cứ kêu nó bùng là về đi về đi. Tao nói đi rồi phải. Ở công ty đi cọ một lửa. Cọ luôn. Cọ. Ngoài tư tao. Ừ. Dù tao nói rồi, tao nói nơ lên về hẳn là đau bụng, cọ nơ rồi đau bụng. Để mỗi mà cọ chiều đấy. Biết còn việc cái đó. Để mà tao ghẹ cái. Gần đây tao ghẹ cái. Gần đây tao ghẹ. Thơm đó. Gần đây nó ghẻ cái nhá. Ừ. Ừ na sao. Hay em chế toàn ký ức. Về lên núi tiếc ấy. Lưu em lại trong tim anh. Cái gì? Tại nhiều quả mệt kết. Tôi chưa tài mãi ngay rồi. Nhưng tuổi khẳng làm nên một chút phí. Không phải đâu. Vậy tao gầy lắm. Ba tao nhạo quá. Cầm đi đừng nhé. Ừ. Mày mày đi.
Nhiều khai mà cái nhìn đáng quá ghê. Chuyện đôi thông hai màu. Tuy nhiên đôi thông hai màu. Thế cậu nhiều bóng lên. Các biện thái vậy đó. Thân bị quả cứu hỏi. Mấy bọn chỉ mà biện thái. Mấy nghĩ gì. Mấy nghĩ gì đó. Này con một cãi phải không? Hai mừng nữa. Hai bắt mi. Ờ thì ai bắt hiện ba mi dạ mi ít rồi. Trước khi bị bắt em con rồi nghĩ rồi hiểu. Các bạn miếng phải nghĩ ra đôi thằng hai bộ. Cái việc mình không phải nghĩ ra đôi thông hai màu với cái này mới một màu thôi mà mình đã cười. Thì hai cái. Cái này mới một cái thôi mà mình cười con. Cái cái này là ta cầm vô để mình hiệp nhị khỏi cái này nữa. Tự giống bị. Cái này mọc sẽ bị tấu. Thôi ngu à. Nhìn cái bằng dáng dáng của mình mà tống biệt à. Sao đi dẹp cái bùng mi kìa. Đúng. Này con mắt mới nhìn qua là đó là biểu nhìn được cái chuyện đấy. Chưa thân tí. À nào tao đi. Cha cức. Đồ má mày vậy tao nghe chắc chuyện cái gì nó xảy ra đây. Tao bảy hai. Cái gì vậy? Cái gì? À, lên lên. Sao xin nhảy? Việc tao nghĩ đó là một việc cậu ngay đi. Tao nghĩ đó là một việc cậu thẳng. Cậu thẳng đi. Tao sai rồi. Đang mới bảo cái chéo lên đây đi. Hả? Thật đó. Chị đó. Cứ. Đó, mì như cứt á. Đâu mà yêu đâu ạ? Dạ. Chị mà yêu đâu? Ờ, thật kiểu. Đâu bỏ mất kẹt em. Bây giờ nói câu nói tiếp chứ. Nói, điên à? Nói đi trên tôi mốc chó. Chắc lấy sợ. Vậy chứ? Chắc lấy sợ. Có sợ không phải sợ chứ. Có sợ không phải dạ đo sợ đâu rồi chứ. Sợ không trời ơi. Ai mừng mình không dạ đo sợ nữa. Nói đi. Trả lời tao. Vì đang không nhận đôi sợ. Là sao? Đang có sợ. Là sao? Tại sao? Mình chi tiết không bao giờ. Sao lại là mùi giả đứng này? Tại sao? Ôi, sao giờ này mới đen đen nữa? Ai ghen gì vậy mi? Nói cho tao biết đi. Tao sẽ móc hẳn cho mi. Đúng. Cái gì? Vâng. Một người mà chỉ cậu hơn trong tháng 3. Tại sao giảm gán tim vậy mấy nhỉ? Đâu không chế giảm ba hạng giảm. Tôi thích á, tôi thích cả lòng ngực. Ôi thật dễ thương. Để nhân nuôi tiếc ấy.
lưu em lại cháu tí phát. Một chiều mưa lang thang trên phố dài, cầm tay ai kia không ngần ngại. Dạ ơi, tao còn muốn úp lên. Nhưng mà tao không thích đặt lên chụp nào. Không. Tao không cả quán cà phê ngồi vẫn đặt lên. Biết lúc đó nó có thể nát bút mà chịu thứ con nhà ái quay làm gì này. Con nhà ái chịu thứ tầm tay quay làm gì này tầm tay khi nghe mới có đâu ý ạ không có chữ. Nhận xin không? Xin dân anh em. Kỷ niệm khi mãi mang mây, khi mãi long lanh trong mắt này. Còn em lại hay. Ồ, bận được chưa má? Kín à? Bận được chưa má? Mở dân lại đọc, các để làm việc cho hiệu quả hơn. Trảm. Điên rồi, no. Chị sai rồi, mình không có ý đó đâu. Là một cô gái đáng yêu, nhẹ nhàng hiền thục. Được ạ. Có nhớ cái đó mà tôi hẹp giữa nắm đơn nữa mà chưa thể bố phim chưa thể bố nắm bố nhưng mà chỉ thấy chắc chắn là được trộm trộm mít à là khách á tao hẹp cực bò lỡ tao tao đã bị thư bị thư của lỡ A nhấn chửi cả lớp B và lớp C chứ chung bọn kia hai đứa con gái gần ba trăm nữa mà ba đứa con gái gần ba trăm nữa mà lớp mấy tám nữa bình thường á bởi cháu còn nhớ hết bón lớp tám á ba lớp đại học đó bình thường á trời vài rồi là bảy mấy nữa năm mới đã xuống mấy chưa tại nha cui ra bởi dạng đơn của bọn tao ngồi cơ hệ ra dạng đơn của tao to lắm hệ nó dạng đơn của bọn tao tao nói là ngôi có hệ A tức là đó tức là hạng cổ nhỏ ấy tao đang nói kiểu dạng nhỏ mà học sinh này đúng rồi quá nhỏ so với cái số lượng học sinh. Nhưng mà tùy khi, ví dụ như khi mà mình đi học học lấm sang ấy thì lại của tó có mấy chục đứa bằng nhỏ mà chục đứa học trên bệnh viện á lấm sang tức là đi vào cả thực tế hai chị học hay là thử nghiệm lấm sang rồi
một ánh sáng sáng nó xuất hiện. Gì? Ngọc Trương. Ngọc Trương, tôi tham gia. Giống như mày đang cấp mới tham gia, Khi nào chị đọc mà các bạn lại đến gì? Nếu tham gia thì thật có mình tối tham gia một cái gì đó. Thầy mòn quá, có mình nhiều quả. Đoàn mà mấy đứa mà có mình lại nằm nhảy vào có mình lại ít người ý. Đưa hồi có mình hiểu. Nhảy vô có mình kiểu em nè chị à. What? Highland Coffee. Yes. Đã là được hai dòng ăn cà thôi mới anh biến khi keo đó. Vì anh biến cỏ trúng. Tí em được hai dòng ăn cà mối lý gì xem. Để mình thả tiếng cho trúng. Để mình thả tiếng cho trúng. Để mình để có thể thả cứ thả được cái trong cái tiếng. Tham gia mình mẹ đúng không? Thôi đi, nghĩ chị thả đi. Chị tham gia chứ. Cái Euro gì kìa. Đi vô nhậm, tôi tham gia đi là được. Đi nhậm á. Tham gia bảo hiểm là gì nè? Điên à. Bảo hiểm được gì? Có nhu cầu á. Nhật Bản liên nhất. Đi. Nhắn lên nhất. Đã bỏ cái tên để em về đây. Nhắn lên chậm thôi cơ liên. Anh biết được rồi em. Anh đang có bảo hiểm chưa? Anh đang có bảo hiểm chưa? Đấy. Rồi mày đi. Tắt chẳng chưa lúc anh nghỉ cái chỗ này ra xong kia tặng bảo hiểm nào không? Nếu anh có nhu cầu thì cứ đi bãi chơi hẹn cấp đi. Để em tư vấn lắm. Chị hẹn em đi cho sáng chặt. Em xin tự ứng cử bởi bản thân mình. Xong chị con được tư vấn lắm rắn miễn phí. Chị thấy lời không? Cười nhiều đâu. Bụng tôi như đi lặng bằng. Đó, muốn chi bởi tế chán mất mệt. Lý Phương gọi làm lại mắt. Được rừng ổ tao có vô làm đó. Bất khỏe. Kiểu họ đời chơi bên tới nữa. Được rửa cái ngay hồi xưa thế Phương em làm ngay 8 người được cái băng khen tao đúng. Phương cũng cười cho tao. Em vừa rồi. Em quên đi. Em đừng cái bóng mà. Không được rồi. Em đừng sao. Cái sản bỏ cái bóng mà bỏ nửa cuối cho đồ mang miệng có cái chí xung quanh để cho cái bóng dai quá. Dạ. Được chân đi bóng đây. Em lên lên đi. Không lên cô đấy. Em nhật lên tạm như mày cũng hết đấy. Lên là con thì con. À, nhật con mày cái cong. Con thì cui nữa. Con cái nịt lên. Ngọc con. Hỏi đồng tiếng hả? Em còn hai con dự đoạn Euro gì đó gì nè. Cũng là một dàn bọng đã. Sau này chị nhớ anh ăn chơi giùm. Bọn ở trên được thả quá. Mi là người duy nhất được xếp thả.
ship. Tôi thấy em tôi tự nhiên nhảy vô đúng rồi của ai vô. Nên gắn đi vậy bạn mình bấm bánh thả tim cho bạn nữa. À quên thắm mồ được thể thả tim luôn. Wow. Đỉnh quá, đỉnh quá. Thắm mồ. Tuyệt vời, nhắc nát luôn. Thế nhận gấm. Thế nhận gấm ấy. Chị điên rồi. Euro. Đụng rối. Hay không băng hiện. Như em đi. Không có em nhắm mắt em đoạn đài. Em có biết gì đâu mà thời gian. Có liên lạc của ông chơi vậy đó. Trần Tiểu Theo đã bán rồi nha. Trần Tiểu Theo Việt Nam đã bị ai để tôi chuẩn bị tâm lý. Wow, tuyệt vời quá. Wow, trang trái tuyệt vời đấy rồi. Nhưng mà có vợ rồi. Không có ai đoạn bóng thanh luôn. Đừng có rung đây thôi đó. Cậm hóa này. Không có ai đoạn trúng tỷ số. Thiệt, đa thật. Kỷ niệm khi mãi mong manh, khi mãi long lanh trong mắt anh. Blue. Wow. Hâm mộ ghê. Nhức mắt ha. Họ biểu mốt. Họ còn đại giá mua đi nghiên cứu giả điện thoại đi. Có tiền đâu mà mua mà nghiên cứu. Ôi xôi. Xin lỗi mi. Vì tao hơi ngoe một tỷ thôi cho đáng yêu. Mà tao lại ngoe quá. Ngoe thì để đi là nhỉ. Bà mình hẹn ngoe rứ. Được rồi hả? Style váy à. Ôi dễ thương thế nè. Hả? Đấy. Rồi mới nói giọng đôi thống hái môn nè, hắn dễ thương à. Ôi cháu bức dễ thương. Cười á. Cũng cười nhỉ. Tao nói không có cái cãi môn mà dễ thương như tại nhìn ở đâu. Còn em lấy hơi chớp tiệt tiệt tôi tham gia cái thứ tiệt nó có chi nó đen à buồn quá hình gì tao không biết. À tao nói xóa đi mà tao quên để làm chi. Tao có lưu tên hẳn. À quên tên nhân bà nhờ cho tao về hẳn kết bà cái lô nữa. Chị đang đi làm tại quán nữa. Ừ. Sao đó? Mà còn làm cho tao không? Làm cho Mỹ kia làm cho ai nữa? Tao còn tỉnh làm cho tao á. Mà tao sẽ làm nhiều cả. Cái gì? Cái gì? Đó, chị mà đi ngoài vô được. Chị không thể nóng như được được. Để đó, em giúp chị. Chị ướt mặt lắm. Không quan trọng.
kia mày hướng bán chỗ gì? Dạ đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Cái nhà bán chỗ là bán. Dạ dạ. Tê đi mê. Tôi đòi đọc cái cục cư. Tiên. Mấy? 300 mấy? 397 khoai thôi. Còn em lấy hoay trong thực tại, từ nhụ một mai khi anh nhìn lại điều ta đã có hôm nay đã cho nhau mà đắm say. Dạ em lại cái giám chọt bơm lại cái em cho của kì vào quyển lên lo với sạn kia đấy hết lam mà đi lam mày sạn. Anh Bín ngồi tiện cái gám kia được ăn mà em cứ ngồi làm mệt đâu. Người ta lại cái vỏ thôi mà. Ây á. Rớt rồi. Từng ngày từng tháng tan theo ánh dương chiều. Để tao gọi cho anh Bình đi chỗ lành. Em đưa tao với. Mệt chết sợ. Hands. Tiện lên yêu dậu. Tiền này mình sẽ. Ôi tiện lên. Ê. Cái biển mà ở đó phải rất khổ sợ. Không. Thêm đó bé này hết đó. Cái đó. Mập em cất lên đó. Mập em cất của anh Bín nè. Dù một ngày hay trăm năm. Dọ qua bên gì nhá. Thì là dọ nhá. Dọ qua bên gì. Chị bọn em là lành đeo rồi. Ngồi có con bướm mặn luôn. Nghe mời sẽ có chị đâu. Có chị soạn chị luôn. Các ông thầy dọn thả mặt chứ.
rồi nhả lúc nào mềm mạnh mẽ giảm ba cái giỏ lành đi nó lại chỉ gì tìm trong mấy cái bì đi khổ lắm ta nói lớn phải nói ngươi bắt cái tôi nó không có giỏ nó thì nói tôi giỏ mất tắm nó mất đi có lẽ muốn mà nó giỏ của tôi muốn mất mà Thì Thảo là phải sống với quạt rồi, dù có điều hòa. Rồi là Thảo nào cũng sẽ bị viêm xoang thôi. Mình không cô đơn nữa rồi. Ngồi ở dưới quá rồi hẳn cũng đúng là hơi bị thiếu hơi thiệt. Mang máy nhờ toàn bật hận lên trên trời. Dạ, yeah, xuống không? Ta nói xuống đi diễn ta luôn. Để xuống kính cùng làm gì nè? Đi cho xuống lên ta luôn. Cái xuống sạc lắm. Ờ, đi với cái mạng này. Đi với con giỏ này. Rồi, đi con giỏ được không? Mà em để ra luôn. Chắc tao bịt màng ông nữa quá. Có cần chụp ảnh cảm ơn sĩ không nhỉ? Không do bên hết mà. Đúng rồi. Ta Ngọc kêu tôi tham gia này. Sợ nữa, thôi là được không? Cần mong, cần cảm ơn. Tao là một người cần cảm ơn. Tao nghe những lời cảm ơn đó rồi, tao cảm thấy thật là áp lực. Sợ tết. Sợ tết á. Không. No. I said no. Bởi tao mà cảm thấy là mệt nặng nơi kìa. Tao chưa dạo uống lắm kìa. Đi với cảm ơn. Đùa chứ cảm ơn cũng được nữa. À trời ơi, đủ sợ. Thành ra sợ hãi nữa. Cái gì vậy Nhấn? Cái gì vậy? Để tao phải lá lạnh đi như thân đi. Ủa mày bật lên đây nè. Không. Tao vô ngoài nở mà bật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye. À không. Mình sẽ admin. Tới rồi đó, trong tổ lành đó. Dưới tiếng này.
cảm ơn à. Cho một cực phân là mình về video thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đôi hai mét phải cả à, gì? À, ba năm chỉ có bảy ngàn, em bỏ họ ba ngàn. Trong cái bi ấy có mập lý nữa khéo đục. Không. Không. Có quá không Nhật? Không có nữa. Này, quá. Còn lại. Đồ ăn xuất hiện. Trời ơi, đẹp trai sơ. Ờ, đó, khô rồi đó. Không phải có cái bịch à. Đẹp đẹp bê. Hai chia nhau ra thân đi đẹp bê hả? Chúng bảo. Chắc cùng cù thôi, nhưng mà nằm trong bi. Bởi cho nên nhìn mới. Em nói 2 giờ đặt xong anh con nhận xuống đặt cho và em đặt luôn. Em nói anh Vin là nhận đến nhóm đi. Xong anh Vin nói thôi lại cái dạy cái được. Đúng không? Chính xác là như vậy luôn. Anh Vin tỉnh bạn lại à? Đi học đi. Tao chụp nữa chứ, để tao chụp chỉnh. Xin lỗi, nghĩ là xin thôi. Ủa, sao mới nói tao buông lại nhờ. Tụi mày sao bậm lùm. Thì có chia tay nhau rồi đấy á. Nè. Coi rồi. Tổn thương trong em cũng yêu rồi. Này, thẻ cả cổ tông nhất. Mô, có họng không? Họ ấy. Tao đang học. Họng bên mít ấy. Đang hoàng. Video này không thể hiện được nhóm mình để đủ số. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Vì đâu đó? Vì đâu? Cô thấy tấu không, nó nghĩa không.
cứt giá vua mí. Đừng như vậy. Kẻ thù của bạn là kẻ thù. Please don't. Please. Ok. Tôi ghi nhận. Tôi ghi nhận điều ấy nhờ cả. Dễ sớ. Phải mới có thể làm nó đi nhắn. Phải mới có thể làm nó đi. Ý da. Ý da đông muốn cả điện thoại nè. Sợ hại. Vứt cả tao nha. Không. Tự nhiên là không vứt thôi. Tại như cứ đi. Vì kỷ niệm thì mãi mong mây. Thì mãi long lanh trong mắt này. Còn em loay hoay trong thực tại. Từ một mai khi anh nhìn. Phim đi. Phim đi. Phim đi hành nhắn. Dịch giả thích mấy bạn có trải nghiệm đi làm này kia kia. Ôi rồi mắng mà bắt nhóm ta mà bắt nhóm ta. Thằng ngồi đang kéo tham đó. Nó uống mất. Tín là tới hiện chứ nhỉ? Đã tín là tới hiện chứ? Tao nói là tới hiện mà đó. Những cái này tới hiện lắm. Cho nên tao nói tao mà đi lên sớm cái ngày mà lắng lô đi xíu đấy. Bao giờ tao còn cái giá mà 100 ngàn cộng từ từ nên là tao lại là cái này. Cái vụ lì xì này tụi tao sẽ ăn qua cho bảy đồng lần. Ôi một cô gái thế như vậy thời nay kiếm đâu ra. Dòm lên vị của anh Kim Tòng. Để em thử có tiền không? Ăn phải quên. Xem cái chỗ mà cái mà mình hay bỏ cái kiểu mi bỏ hẳn á. Mi bỏ hẳn á.
bỏ ảnh Mỹ bỏ cái ảnh phải không? Mấy cậu bỏ cái ảnh về Mỹ vậy về Mỹ phải không? Thiền bỏ cái gì? Tôi tiên là nó bỏ gì? Tôi tiên là nó gặp thêm anh là gì? Nó bình thường quá thì tôi tiên hả? Tôi tiên là gì? Tôi tiên tiên được ngôi. À, tiên Ấn Độ nữa hả? Đấy. Tiên Ấn Độ hả? Không. Tôi hao thả gì vậy? Campuchia gì vậy? Màu cam cam. Thả ra. Mấy định nói là tiên mấy tứa cho tao với tao cho hả? Không ngờ mới có ý gì nữa để hỏi đâu mới giảm hỏi con nữa. Không nói tiên em tôi nói tiên lại ngoài thôi. Bên mi hỏi là tiên chi với tôi nói tao không biết nữa. Em nói phải tôi tiên màu xanh không mì mì tao nào lên đến đâu nấy luôn. Đây nếu hỏi tao mày có kỳ ghê, tôi nhận hôm xưa tiêu mình cũng có hỏi tao mày có kỳ ghê. Tao mới nghĩ ra có lại được hỏi. Thì đã tận lòng mà bàn cho mình du hoặc là đạn kẻ 1 ngàn hay 2 ngàn mình cũng phải cất. Từ đời đi qua đời khác, từ đây tao tới đây cháu, từ đây cháu tới đây chắc, mình chưa chắc tới đây ôm về tao tới chắc. Bởi vì tao mới lại hỏi luôn, để đi tao lại không ngay lúc, ngay lúc bệnh lúc. Tao hỏi mình thì lúc bệnh hả? Không, thì đang nghĩ tháng qua mới vừa cho tao lúc bệnh, tao đặt lại hẳn lúc. Mì tao phải đi phải ngang đời xong chậm của tao đem ra đầu giả lại. Cơ tiên sụp sinh bao đẹp. Tao nói cờ mai mốt nói con mi á, mai mốt tao sẽ đầu giả tiên. Ghi gì chút lại chút cờ tầm năm nữa chắc cơ tiên là đầu giả luôn. Chứ con bị hướng là lúc mà mi đưa tao nữa. Giống như cái tơ tiên tôi chó thằng hôn á. Là tôi lườm lại tơ dưới cái tủ áo quân cụ của tao. Ông mẹ ông mẹ bảo cho tao. Tao không nhận ai cho tao luôn ý. Má mới lắm. Không một vẻ độ, không một nếp hăng. Mới như vừa lấy ngân hàng về đó. Không. Chắc phải 10 năm rồi. 10 năm sau tôi tiên tao sẽ quên. Đang quên nữa. Tấm lông của tao đây này. Ôi miếng trấn quỷ à. Mày cần gì hơn? Nothing. Mày cần cái gì hơn nữa? Mày cần cái máy hiền vật nữa. Rồi bắt cỡ 3 ngày sau và tao mới nghỉ chơi. Giống như người ta. Người ta cầm hiện vật của tao đó. Bơ 3 ngày sau bơ nghỉ chơi đó. Chị mấy mộn ra. Đấy. Yêu đuối, mày mạnh mẽ lên. Ừ đúng. À. Xin lỗi chị Thảo. Vậy nên là có sự... Ok. Khi ngừng chiều lành bắt động của công ty hẳn được đồng điều. Thế tưởng là phải. Nếu mà cũng một vị trí á, nó sẽ cảm nhận được người nào của nhau. Tao thấy hơi đau mụn. Ồn chứ bạn tao. Như em đọc mặt tao lắm. Nhật. Miếng sợi lỗ tao tao à? Nói thế đấy. Giờ đang mới là để ngay mặt tao đấy. Đến nó tới miếng này đến rồi. Mà hạng vẫn lành lộ mũi bất kịch mè đi được. Ok, mình sẽ đẩy lên cho bạn nhé. Mày đẩy lên trên trân đi. Nghe mày. À thật không nhỉ? Đời má chừng đâu nhé. Rất lâu rồi, gói một đô hay là nó riêng bẻo. Bẻo quá. Thấy tình ác không? Tôi mua đô hay là nhiều, nhưng tôi còn mua cho họ. Mình... Mua cho họ? Ờ. Là ai? Mua cho vừa mua cho em cả. Tăng mua cho tao? Đấy. Mình chắc là tao có tiền mua.
Em mà tao hãy mua đồ hãy làm cho miếng ngay. Bạn miếng cả ngư. Mà ngồi miếng ngồi nhái trong mắt. Chỗ này như một kia bẫy luôn. Chỗ này chứ mà tìm miếng khó lắm. Mà chỗ Thảo hẳn cũng bạn rồi mới tắt chứ. Bà ngay gần cái chỗ Thảo là cái chỗ hai lén. Người yêu mới. Người yêu mới. Người yêu giờ chứ. À không, có rớt. Có rớt của tao. Thằng lợi thích tao. Khách Minh phải gọi là cái rớt đó. Gọi là cái gì nhỉ? Hóa hưởng. Hóa hưởng. Ê chá. Hóa hưởng dưỡng của tao. Em đi tao quay lộ lắng rồi mấy. Quay nhiều quá. Mười sáu ha. 17 ha. Còn mùng 3 ha. Còn em lấy hơi trong thực tại. Thì một mai khi ôi mẹ uống cà phê ít ít sẽ gây nhường ta uống nhiều hơn đen hơn thì sẽ gây táo bón nhưng mà nhường ta thì nhường ta uống đi. Thằng đặng nhung nhắn lắm. Thì tao nói mới tắt luôn đi. Nhà hàng cái gì ạ? Hình như có người nhà ở chỗ. Răng mới là hạ cái nợ lúc nãy. Tôi nói chưa toán đâu. Đây chị này đi về đêm toán. Không, tụi ní về chuẩn bị cái bài cốc dậy xong lại cốc dậy bị trí đi. Tụi nhảy đi nhớ tao ấy. Tao muốn thấy cả này. Chỉ nhớ cộng hồng là cả này thôi. Không được á được. Nhưng nơi cũng khổ. Không, tao cũng khổ đó. Tao sẽ hạnh phúc khi đợi cả này. Tôi nhận nhận đánh em ấy. Nha. Nhận tin để biết được bạn mình đang đâu cùng. Đúng. Quy yếu một cái. Nhiều khi tao lại đi yếu luôn thôi. Bởi hai bên tao đừng khỏi với chỗ yếu để nặng tí. Đu. Đó là nhỏ này.
Mùi hương nông nàn. Thơm hương ghê quá. Để nào. Cách 30 phút lên đặt cả mà. Thì nào mình đang mang cái ra trong mình một con mặt. Này. Tôi thấy cục rồi đó. Đó giống như là để chúng họ đứng núi hay là mà đã nắm được Thái Lan không? Sợ hãi lắm. Sao tống dạm vui luôn. Sợ vô tư hơn. Thôi. Ngoài nhưng mà đều phải giảm cứ lúc lại làm vé
Sống là tớ cũng thế tạ lắm. Sống rồi từ từ là từ tóc sẽ nạc đi em. Chắc tay ghế làm ra được rồi. Tay rạc đâu luôn. Tên của tên là quá hết. Tên quên lũa. Cắn cái tát. Nè. Cái này nó sạc lũ cái đỏ nó không đã nữa. Lây quá. Nè quỷ. Nhớ mấy quá chỗ tàu không ấy, chỗ mấy nữa quá. Tất nhiên không. Thì tao lâu tao mất chó. Thôi dung vậy thì nhợp rất là quần đó. Thôi, tao băng cha đi. Để làm học. Bàn bánh. Tao mới nhẹ cái lãng vô luôn. Cái gì? Xin nhóm thẻ ban. Nó mới đi không? Đi được mới kêu gọi được lái. À. Nó nói lên 6 nhận gọi em bán nhã. Lên 6. Chà. Anh mượn kìm điện thoại đây có nghe mấy cháu về sổ nữa chứ. Hả? Sổ vơ mi? Được chưa? Xong không quay cầm em đục phục mà đẹp không mọi người chị thơ đó từ mình lại rồi.
chỉ cần một cái vỏ cam và mình sẽ làm được đang tận nó. Không sợ vậy nữa. Không sợ. À, 20 nữa. Đó là 1 tiếng 20 rồi. 1 tiếng 20 rồi, nhưng con cũng phụ một phép đi chứ. Đây đây đây, đi xem nhỉ. Con được ống với xoay xoay. Gì nữa anh? Chị cắt qua xong thì dạng cũng ảo đó. Và thì cho người lên. Đi bị xịt nè.
con thấy nụ câu muộn tháng hoặc tận không vậy không lén nhở ủa chá đi không muộn được mấy nhà cuộn được không vậy không lén tức thật chứ hãy học trên bao nhiêu công dụng gì đi sử dụng thì động lớn phải đổi từ sử dụng bia được mà uống thích thích vậy sẽ tái vậy chứ phiền ghê chân vô dụng quá ạ. Đúng trời ơi đại gia, đi ăn vườn pháp nha. Qua đây đây. Bồ thầy chửi mình. Bồ học thầy chửi mình. Đại gia bay ơi, rằng nhà mi bàn bên con này giá lắm. Đã vừa được rất nhiều mấy người bạn hay dàn như một bẹo bếp vô gửi lên lời kỳ tóc người đầy tim lắm trẻ để trong đời người nói là đấu lời đó nó không ngách không nhé nó tôi à đúng với ngọc à mày đi tự ít quá đập thôi mày quơ đó phải bởi nên đi ngồi đây với ngọc phải đi qua đây đặt trong đập đi hay nha chân ta là mắt dài áo ước lượng họ đập với chị áo ước lượng họ đập không phải thì là chị cha bộ đông anh cho tóc trong đây lại có hai bóng á chưa còn bóng hết tại sao cũng phải con bóng anh chơi tao không được sợ mới nhận đến cho tóc
Cái loại đó có hai bóng không đấy. Chắc mà chưa không chỉ nữa. Nó đến chiều nó làm gì cả. Khi quay tiền cả không đi. Ờ bởi nhận hẳn, nhận lại cho tao vài bóng cho cô. Tao còn hai bóng không đây. Lấy lúc. Tao phải lấy cái cám của anh Bín con lại để làm. Làm nửa tiếng. Chê đẹp. Dù họ có lừa trưởng họ vẫn làm sợ ông anh thôi. Toàn là con cái nịt sống rồi. Ngọc đó. Bên ngoài hàng năm, năm xong thì châu quá. Thì châu đã dung bao nhiêu thẳng rồi. Mệt. Thẳng quá dung hết. Mọi người ai nhớ rửa hạng mà để tìm. Thế nên những lúc cũng có cái đáng được. Ôi, chua chua. Nhật ơi, con nhiều quả nè. Không để cái gì này tí nữa đâu. Cười bóng đó. Tóm bị cái tí lại tí nữa đó nhé. Cô coi ở đây chị em ạ. Để nhập. Một chị ạ. Rưỡi. Hai tí ạ. Dạ, nó đã mạnh quá phải không? Dạ, hai tí lắm, sợ cái hố ở đấy đấy. Chà, sao nhớ lại thôi chứ sao bây giờ. Coi được. Chào cái cười cực kế cười đi nhờ phải lắm mới à. Tao sẽ đe anh ra cố gắng quay một tiện băng thì chạy lắp xong lên tao quay điện thoại một tiện tao cần đổi lại với nhau. Ủa? Thì bùi dai vậy đi phải quay một nửa mất. Không, nửa đấy thì dùng điện thoại tổng 1 chục bố, 2 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 chục bố, 2
hỏi lại thử. Có chắc cả lấy đôi chứ không? Đó, ghi như đó, đọc lại coi. Đọc lại coi. Ta sợ hãi ý. Ôi chạy chám nhé. Sao vậy? Này, đi đây. Ờ. Rồi chút. Hai bộ lên đó. Thấy nó đi nổi lại lắm rồi anh. Đấy, tập 3, nó giữ bị cô hai đứa còn biết là bị sử dụng của anh. Đấy, ôi trời ơi, mình đang để đang cười nữa đây khóc. Cháu không cười được nữa. Ở Vina lại tắt. Một cô gái quả là xin suy nghĩ quả là cáo suy. Nghĩ giá là cửa cũng không muốn nói chứ. Từ ai nghĩ ra đây mình ăn. Đúng nhiên, không biết có ai nghĩ ra. Đúng. Thôi đi. Nhìn tạm triệu mà nấu được. Thế? Nhìn tạm triệu mà nấu được. Tạm triệu gì? Nếu gì? Chưa chưa đã. Nên bỏ ra mẹ tìm. Yên hát. Khi nhận đến như thế. Không ai phụ. Cô đang có phục hồi. Tớ
là nam mà thử phải nén nước lơ bình. Chơi kì đi. Hey. Dù địa đàng hay nhân gian, dù hình hài hay cho thân, tao đó cái kia rồi tất cả cái tao luôn chị má ta nói là nó ăn riêng riêng cái cái điểm nhỏ thì sẽ có hơn một cái đôi đó tao nữa Thank you.
làm phát thái đó. Mày có hạng đây chị đang về cho mày. Nghe tôi nhảy coi chứ. Nghe nó nói gì ạ? Nghe nó nói chứ. Nó miếng đệ chứ. Chị thơ nghe sao đó. Đặc biệt đó. Đặc biệt đâu kịp dập đôi. Dập trong đất thoát. Ơ. Dập đi đâu gạt thân cuối. Mấy con chị gạt những cái hàm thôi. Chả thấy đang gạt thân cuối đó. Thành cái quân ấy. Chập hàm ấn. Đi nhân viên khách sạn, cái bộ lao dẹp à? Cái bộ lao dẹp à? Dẹp thôi mấy ạ. Thật cứ thiệt lắm. Rồi tao đã làm cái gì nhỉ? Tao đã làm cái gì?
Nhưng cái tên vậy nó ngắp lắm. Không. Tụi tôi quay đấy. Tụi quá đẹp. Mọi người đã theo dõi video, bye.